Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử một cặp BMW 900C cho một bác khách, bác ở Yên Phong, Bắc Linh, và cũng đã đến bên cửa hàng để ủng hộ trong ngày mưa gió. Thì bác rất thích cái chất âm của dòng 900C này, và những cái sản phẩm bên em lựa chọn thì nó rất là đẹp. Bác đến là bác lại lúc nào gật đầu về cái hình thức và cái chất âm của nó. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm một đoạn thôi để mời các bác thưởng thức cái chất âm của đôi 900C. Và trong ngày hôm nay thì chắc phải đến đôi này thì đôi thứ 5 rồi. Chuẩn bị một đôi em test gửi ô tô cho một bác khách là đôi thứ 6. Chất âm của thằng 900C này thì các bác biết nó là đỉnh cao của mã BMW rồi, nên là cũng không cần phải test thử nhiều. Cái thương hiệu và sự nổi tiếng của dòng BMW, đặc biệt dòng 900C thì nó là quá chỉ là xuất sắc rồi. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm BMW hay các sản phẩm nghe nhạc karaoke, các bác cứ liên hệ với Cao Trung Phai, số điện thoại bên em thường xuyên liên lạc nhé. Và giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.